không nằm ở cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch châu Á sắp tới. 25 thành viên gồm trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng, đội ngũ trợ lý và 17 vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Iran sẽ còn 3 trận đấu tập nữa với các cô gái của chúng ta trong tuần tới. Những trận đấu như thế này đã, đang là một bài kiểm tra hiệu quả để phát hiện ra nhiều điểm yếu cần khắc phục ngay trước khi lên đường sang Philippines tham dự giải vô địch châu Á sắp tới. Hôm nay trận đấu tập với đội Iran thì em nghĩ là đội tuyển sẽ cần phải khắc phục nhiều về cái chuyển một. Cái tinh thần mình dù mình có thắng trước hay dẫn trước thì mình không được chủ quan. Đội trưởng Ngọc Hoa, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã không thi đấu trong trận đấu ngày hôm qua. Kim Huệ cũng nhường phần lớn thời gian để cho các vận động viên trẻ như Thanh Thúy, Đinh Thúy hay Đoàn Xuân được thử sức. Sau khi giành chiến thắng dễ dàng ở hai set đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chơi có phần trùng xuống, tạo cơ hội cho các cô gái Iran gỡ hòa hai đều trước khi kịp thời có một set 5 thi đấu bùng nổ để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khích khi có chuyến tập huấn tại Việt Nam và hôm nay đã có một trận đấu rất hay với đội tuyển Việt Nam. Tôi cảm thấy đội tuyển của các bạn đã có một sự tiến bộ rất nhanh so với giải năm trước. Theo kế hoạch, trận đấu tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam và Iran sẽ diễn ra vào lúc 12:30 trưa ngày 24 tháng 7, cũng tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.